Các bạn đang theo dõi YouTube Lan Rừng Ngọc Bền, chuyên kênh về giao lưu, chia sẻ, mua bán, trao đổi tất cả các loại giống lan rừng uy tín tại Cao Bằng cũng như trên toàn quốc. Hôm nay thứ Bảy 30 tháng 3 năm 2019 và cũng là cuối tuần. Chúc các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ, thảnh thơi bên gia đình, bạn bè và người thân. Và em là Quốc Duy, nhân viên bán hàng của cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền. Hôm nay nhiệm vụ chính của em sẽ là báo giá những mặt hàng lan mà cơ sở Ngọc Bền mới cập nhật. Hiện giờ thì em sẽ bắt đầu đi vào giới thiệu những mặt hàng lan mà cơ sở bên em mới cập nhật của ngày hôm nay luôn. Trước khi đi vào báo giá, em cũng xin giới thiệu cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền có trụ sở tại tổ 7, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Các bạn đặt lan vui lòng liên hệ trực tiếp tới hai số điện thoại hotline, đó là 0984754102. Số điện thoại thứ hai là 0967615815 để được tư vấn trực tiếp cũng như là lên đơn hàng. Và sau đây em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết từng mặt hàng mà cơ sở Ngọc Bền hôm nay mới cập nhật ngày 30 tháng 3 năm 2019. Mặt hàng đầu tiên mà em giới thiệu đó sẽ là mặt hàng lan kiều vàng, hay còn gọi là thủy tiên vàng như cách gọi của các bạn trong miền Nam đấy ạ. Thủy tiên vàng mùa này đang là mùa bắt đầu ra nụ, còn những cây thủy tiên vàng mà các bạn trồng ở thuần ở nhà nhé thì cái cần nụ nó đang lên rất là cao rồi. Thủy tiên vàng thì ra cái bông có cánh trắng và họng vàng nhé các bạn. Hiện giờ đây là những cái lô hàng mà mới gửi về đây thì là chưa được trồng thuần, cũng như là cái do khí hậu từng vùng miền đấy ạ. Thì cái mặt bông của đây nó chưa trổ cao. Bây giờ các bạn lấy về ghép thì sẽ được chơi hoa ngay trong mùa này nhé. Đây là những cái nụ hoa mà đang nhú lên của thủy tiên vàng đấy ạ, kiều vàng nhé các bạn. Lô hàng này thì mới được hạ xuống và em cũng chưa cởi bỏ những cả những cái bó lạt này đây. Nên là khi gửi đi cho các bạn thì đảm bảo là em sẽ cắt bỏ bớt rễ đi. Và thứ hai nữa là những cái cây dập gãy thì sẽ được loại bỏ ra nhé. Đó, em sẽ bới tìm cho các bạn xem một số những cái mặt nụ đấy ạ. Đây nụ nhé, đây lại nụ của kiều vàng đây. Dưới đây cũng có nụ luôn. Cái này em cũng chưa chọn lựa mà em mới được rất là nhiều mặt nụ rồi các bạn ạ. Lô này lấy về đảm bảo ghép lên, ra hoa toàn tập luôn nhé. Kiều vàng bên em bán mức giá là 180.000 đồng cho 1kg ạ. Tiếp đến dưới đây sẽ là mặt hàng lan Trần Tuấn, một trong những loại lan mà quý hiếm của rừng Việt Nam. Lan Trần Tuấn ở đây thì bên em bán cũng rất là nhiều phiên này rồi. Ở đây thì em sẽ lấy ra, ở đây là nhiều cái phần Trần Tuấn này. Nhưng mà để cho các bạn xem là tượng trưng và biết về cái phần lan mà mình mua phù hợp với giá tiền của mình thôi. Đây là phần lan có mức giá là 300.000 đồng nhé. Khóm to hơn, thân cũng dài hơn. Đây là những cái thân tơ luôn nhé các bạn nhé. Thân tơ đây, có cả bông ở trên đây. Nhưng mà mùa hoa Trần Tuấn thì đang lấy mùa chính vụ và đang lan đang xuống sắc rồi nhé. Lấy về các bạn thuần và chơi hoa vào mùa sau nhé. Còn hiện giờ khi em gửi đi không đảm bảo mặt bông đến tay các bạn được. Đây là phần Trần Tuấn có mức giá là 300.000 đồng. Khóm to, thân dài nhé. Em sẽ quay cho các bạn xem cái mặt bông của Trần Tuấn luôn. Rất là đẹp luôn nhé. Cánh trắng này và có phớt hồng ở đây, ở đầu. Đây là phần Trần Tuấn mức giá là 300.000 đồng đấy ạ. Tiếp đến bên đây sẽ là phần Trần Tuấn có mức giá là 200.000 đồng. Hiện giờ thì phần Trần Tuấn 200.000 đồng, những cái khóm sẽ nhỏ hơn cũng như là cái lá nó sẽ ngắn hơn nhé các bạn. Đây tiếp đến cũng là một phần Trần Tuấn có mức giá là 200.000 đồng đấy ạ. Nếu mà có một khóm mà có thân dài như này thì sẽ kèm theo là một cái khóm mà cái thân sẽ ngắn hơn nhé các bạn. Những phần Trần Tuấn đây em chia ở đây đấy ạ, đảm bảo phù hợp cái mức tiền mà các bạn bỏ ra để mua. Còn phần Trần Tuấn 200 hay 300 hay là phần Trần Tuấn mà cao tiền hơn ấy, nữa thì có đặc điểm là giống nhau ở đây, đó là tất cả đều là hàng giống và hàng rừng. Khi các bạn lấy về trồng, đảm bảo hàng giống đều có thể là nảy mầm và bật mầm gốc lên 100% luôn nhé các bạn nhé. Nó không như là những cái hàng mà công nghiệp rất là khó chơi, khó thuần luôn đấy. Còn hàng giống bên em đảm bảo gửi đi cho các bạn thì đảm bảo là cái tỷ lệ nảy mầm rất là cao luôn, thuần rất dễ nhé. Đây là những phần Trần Tuấn có mức giá 200 và 300 mà em vừa giới thiệu. Tiếp đến bên cạnh đây, em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan Đài Châu bóc trụ hàng Thái Lan nhé. Đài Châu bóc trụ hàng Thái Lan bên em sẽ bán theo kg ạ. Và để tiện cho các bạn và lấy về trồng cũng như là sở thích của từng người thì em có chia ra làm hai loại với hai mức giá khác nhau. Đài Châu bóc trụ hàng Thái Lan, đây là những cái Đài Châu mà hàng to đấy, bản lá to cũng như là những cái lá nó sẽ to hơn đây và nặng hơn nhé các bạn. 680.000 đồng cho 1kg Đài Châu Thái bóc trụ hàng đẹp. Nó rơi vào khoảng 3-5 cây cho 1kg nhé. Khi em gửi đi cho các bạn thì sẽ có cả những cây mà bị lỗi lá, bởi vì đây là hàng kg mình lấy về chơi và thuần thì cần có cái thời gian chăm sóc thì cây mới có thể lấy lại được vóc dáng ban đầu của nó cũng như là để cho những cái dáng đẹp luôn nhé. Đây là cái loại 680.000 đồng.
rơi vào khoảng 3 đến 5 cây trong 1 kg ạ. Còn dưới đây sẽ là đai châu bóc trụ hàng Thái Lan, cỡ nhỏ. Size nhỏ này em bán với mức giá là 600.000 đồng cho 1 kg ạ. 1 kg sẽ trên 5 cây trở lên. Tiếp đến bên đây em giới thiệu sẽ là mặt hàng lan đơn cam nhé. Đơn cam ở đây em bán mức giá là 1.200.000 đồng cho 1 kg ạ. Chỗ này cũng còn rất là ít thôi, bởi vì đơn cam cũng đang là cái mùa mà nó mùa nghỉ nên là rất là lợi kg luôn khi các bạn mua đấy ạ. Rất là nhẹ. Đây là những thân đơn cam khỏe mạnh nhé. Khi mà còn non đấy ạ, những thân non lên cũng có màu xanh những loại lan khác, nhưng mà khi mà cây đã đủ khỏe mạnh rồi thì nó sẽ bắt đầu chuyển sang trắng và đầu nâu đậm nhà đây. Nâu đậm như này không phải là cây hỏng nha các bạn. Nâu đậm như này chứng tỏ cây là những cây đã trưởng thành và khỏe mạnh. Đây là mặt bông đơn cam đấy ạ. Đơn cam thì hiện giờ cũng đang là mùa hoa, nở hoa rải rác từ tháng 3 cho đến tháng 5 dương lịch nhé. Đây là những cái mặt bông mà nó đã nở ra rồi đây. Đây là những mầm gốc đang lên. Còn có lác đác một số thân mà hoa vẫn đang tiếp tục nở. Đây là cái mầm của thân này vẫn chưa nở đây. Cái thân tơ này chưa nở hoa đây này. Mặt bông này có thể sẽ khoảng tầm 2 tuần nữa sẽ nở bung lụa rất là đẹp luôn. Đơn cam lác đác nở hoa từ tháng 3 đến tháng 5 ạ. Mức giá là 1.200.000 đồng cho 1 kg ạ. Tiếp đến bên đây em giới thiệu tiếp các mặt hàng lan dáng hương. Đầu tiên là dáng hương miệng kín hai thùy. Bên cạnh dáng hương miệng kín hai thùy sẽ là lan cào lá lướt. Em để hai cái mặt hàng dáng hương này gần nhau thì các bạn sẽ nhận thấy là cái bản lá rất là giống nhau luôn đúng không ạ? Còn tiếp đến bên đây sẽ là mặt hàng lan dáng hương đuôi cáo hàng lá xếp nhé. Dáng hương đuôi cáo hàng lá xếp này thì hiện giờ em bán theo kg với mức giá là 500.000 đồng cho 1 kg ạ. Còn bên cạnh đây là mặt hàng lan dáng hương đuôi cáo lá lướt, hay còn lại gọi là dáng hương, bọn em nói đùa là dáng hương đuôi cáo lính, một bên xếp và một bên là lính nhé. Cái dáng hương đuôi cáo lá lướt này thì bên em bán mức giá là 260.000 đồng cho 1 kg. Và dáng hương miệng kín hai thùy em bán mức giá là 100.000 đồng cho 1 kg ạ. Cả ba loại dáng hương này đều cho bông vào mùa hè và cái mặt bông có sự khác biệt với nhau nhé các bạn. Dáng hương đuôi cáo thì sẽ mặt bông sẽ to hơn, còn dáng hương miệng kín hai thùy đấy ạ thì cái mặt bông sẽ nhỏ hơn một chút và có màu xanh cũng như là sọc đỏ nhé. Tất cả đều ra hoa khoảng từ tháng 5 cho đến tháng 7 hàng năm, nở bông mùa hè ạ. Trên đây thì có những cái mặt hàng lan sơn thủy tiên, nhưng mà sơn thủy tiên này là hàng thanh lý, và thứ hai nữa là em vừa nhận được thông báo là chỗ này đã có khách đặt rồi nên là em sẽ không báo giá nữa. Tiếp đến bên cạnh đây sẽ là mặt hàng lan long tu xuân. Long tu xuân bên em cũng chia ra làm hai loại, đó là mặt hàng long tu xuân dài đều đẹp và long tu xuân hàng giống nhé. Đây là lô long tu xuân dài đều đẹp đấy ạ. Em bán mức giá là 280.000 đồng cho 1 kg. Khi gửi đi cho các bạn, long tu xuân hàng đẹp sẽ đảm bảo thân hoa dài trên 20 cm, còn những thân già thì có thể là ngắn hơn và sẽ có cả thân già nhé, bởi vì một khóm ở đây thì những cái thân đầu tiên nó sẽ có thể là ngắn, nhưng thân già thì có thể là dưới 20 cm, nhưng thân hoa bên em đảm bảo gửi cho các bạn đều là dài đều đẹp trên 20 cm nhé, thì cho vào hàng đẹp 280. Còn bên đây là long tu xuân hàng giống. Long tu xuân hàng giống vì cái thân hoa nó ngắn nên cho vào hàng giống thôi, chứ còn cái chất lượng mầm con cũng như là độ nảy mầm thì không khác gì hàng đẹp luôn nhé các bạn nhé. Lấy về mình ghép lên và có thể là sẽ được chơi hoa luôn, bởi vì thân những cái thân tơ này á, nó sẽ không phải là ngắn mà không có hoa đâu các bạn, ngắn mà có võ đấy ạ. Rất là khỏe mạnh luôn. 220.000 đồng cho 1 kg long tu xuân hàng giống nhé. Tiếp đến dưới đây em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan sóc lào, hay còn gọi là sóc tím đấy ạ. Lan sóc lào sóc tím này hiện giờ chỗ này em còn khoảng tầm 2,5 cân khoảng đến 3 cân thôi. Ở đây thì bên em lấy về bảo quản ở chỗ nơi râm mát cũng như là khô ráo nên là nó sẽ bị mất nước một chút, nhưng không sao, lấy về các bạn ngâm chế phẩm hồng nguyễn và sau đó để treo ngược lên khoảng 2 đến 3 ngày và có thể ghép lên giá thể bình thường nhé. Lan hải yến này thì em xin lỗi, đây là sóc tím nè. Sóc tím này hiện giờ các bạn thấy là sẽ có hai cái loại lá khác nhau, nhưng mà cái này nó không có vấn đề gì, bởi vì là một bên là đủ nắng thì sẽ cho cái cánh lá màu tím đậm, còn những cây mà có ở dưới tán lá đấy thì sẽ cho màu lá màu xanh này nhé. Mặt bông thì không khác gì nhau luôn. Sóc tím sóc lào em bán mức giá là 180.000 đồng cho 1 kg ạ. Tiếp đến trên đây chỗ quế tháng 8 này thì hiện giờ cũng có khách đặt rồi nên em không báo giá nữa nhé. Trên đây sẽ là tiếp đến là mặt hàng lan kim điệp xuân ạ.
Kim điệp xuân em bán mức giá là 150.000 đồng cho 1 kg. Hiện giờ kim điệp xuân cũng đang là mùa xuống lá và bắt đầu để nuôi những cái mầm gốc lên. Còn mùa hoa ở kim điệp xuân hiện giờ đã qua rồi nha các bạn. Nên là tất cả những loại lan khi mà qua mùa hoa thì sẽ xuống lá và nhìn xuống sắc khá là nhiều. Nhưng đấy là nó đặc điểm của lan rồi nên là không vấn đề gì đâu ạ. Những cái cây mẹ sẽ xuống lá để dành nước cũng như dinh dưỡng để nuôi những mầm con này này. Nên là khi lấy về các bạn sẽ chú ý giúp em là mình sẽ chăm sóc chủ yếu là những mầm con mới lên nhé. Còn những thân già này là nó sẽ xuống sắc rất nhiều bởi vì là dành hết dinh dưỡng cho con rồi. Em bán kim điệp xuân với mức giá là 150.000 đồng cho 1 kg nhé. Tiếp đến ở đây sẽ là mặt hàng lan chuỗi ngọc. Chuỗi ngọc hiện giờ cũng đang là mùa xuống lá nên là nhìn hơi sơ sát thôi. Còn lấy về ghép lên và chăm sóc thì không vấn đề gì nhé. Bởi vì đây là hàng rừng nên là chế độ nảy mầm cũng như là cái tỷ lệ nảy mầm rất là cao luôn. Đây em sẽ quay cho các bạn xem những cái mầm con của lô chuỗi ngọc này. Chuỗi ngọc này em bán với mức giá là 140.000 đồng cho 1 kg ạ. Tất cả đều đang lên mầm gốc rất nhiều nhé. Có mầm gốc lên rất nhiều rồi các bạn ạ. Bên cạnh chuỗi ngọc em giới thiệu tiếp sẽ là lan hoàng phi hạc ạ. Lan hoàng phi hạc thì hiện giờ cũng đang qua mùa hoa và đang xuống lá nhé. Hoàng phi hạc là một trong những loại lan rất là dễ trồng luôn. Em bán mức giá là 200.000 đồng cho 1 kg nhé. Bạn nào mà không thuần được hoàng phi hạc thì không thuần được loại lan nào khác ạ. Bởi vì đây là loại lan mà cực kỳ dễ ghép và dễ trồng luôn. Bỏ đâu cũng sống luôn nhé. Tiếp đến bên đây sẽ là lan ngọc thạch Lào. Ngọc thạch Lào thì hiện giờ chuẩn chỉ là ngọc thạch 3 màu nhé các bạn. Nhưng mà cái thân ngọc thạch Lào đặc điểm ở đây nó thanh và mảnh hơn so với ngọc thạch Bắc thôi. Còn màu hoa không khác gì nhau nhé. Ngọc thạch Lào em bán mức giá là 180.000 đồng cho 1 kg ạ. Mầm con cũng lên rất là nhiều luôn. Còn chỗ long tu đá tím này thì bên em cũng có khách đặt rồi, em không vào giá nữa nhé. Tiếp đến đây là một trong những loại lan mà có tên gọi rất đẹp, đặt theo một loài chim mà bay vươn cao ở ngoài biển, đó là lan hải yến ạ. Lan hải yến, tất cả đều cái cánh lá ở đây các bạn, em sẽ cầm lên cho các bạn xem đây. Nhìn cánh như là cánh chim luôn đúng không ạ? Và mặt bông là màu tím nha các bạn, tím trắng ạ. Hải yến, em bán mức giá là 180.000 đồng cho 1 kg. Lan hải yến cũng là một trong những loại lan mà cho bông vào mùa hè, rơi khoảng tháng 5 cho đến tháng 7 nhé. Lô hải yến này hiện giờ thì cũng rất là khô ráo rồi, nên là khi mà các bạn mua về cũng rất là lợi đầu cây luôn. Chỉ cần mua khoảng từ 5 lạng đến 1 cân là mình đã có một cái giỏ rất là bự rồi nhé. 1 cân thì các bạn có thể chia ra làm được 3 giỏ luôn đấy ạ. Tiếp đến bên đây sẽ là mặt hàng lan hạc vĩ Bắc. Hạc vĩ Bắc thì hiện giờ em cũng không còn nhiều. Hạc vĩ Bắc thì em bán với mức giá là 300.000 đồng cho 1 kg nhé. Tiếp đến bên đây sẽ là mặt hàng lan vảy rồng ạ. Vảy rồng thì lô này mới về. Cái bản lá của vảy rồng so với vảy rắn thì hôm nọ em đã quay một clip mà giới thiệu cho các bạn biết những lan vảy rắn rồi đấy ạ. Lan vảy rắn thì cái bản lá nó nhỏ hơn, hoa thì cũng cùng nở vào mùa hè nhé. Vảy rồng bên em bán mức giá là 180.000 đồng cho 1 kg ạ. Các bạn lấy về có thể là ghép vào một cái khúc giớn trụ hoặc là nếu mà đặt vào lên chậu ấy thì cũng cho vào một ghép vào khúc gỗ và đặt lên chậu đặt theo thế nhà cũng được. Hoặc là thế mà đặt ghép vào giớn trụ đặt thế như này. Đều ra hoa màu vàng và mùa hè ạ. Em giới thiệu tiếp trên đây sẽ là mặt hàng lan ngọc thạch 3 màu, ngọc thạch 3 màu hàng Bắc nhé. Đặc điểm thân ngọc thạch 3 màu hàng Bắc thì thân to đều đẹp hơn và thuôn hơn rất là nhiều. Ra hoa cũng sẽ như là ngọc thạch Lào thôi. Ở đây thân nó to hơn. Và ra hoa có thể cách nhau cỡ khoảng tầm 10 ngày thôi nhé các bạn. Ngọc thạch Bắc em bán với mức giá là 200.000 đồng cho 1 kg ạ. Còn ngọc thạch Bắc hàng giống thì những cái thân ngắn cũng như là tỷ lệ thân già nhiều. Em cho vào hàng giống bán với mức giá là 160.000 đồng cho 1 kg nhé. Tiếp đến bên đây sẽ là mặt hàng lan đùi gà tròn ạ. Đùi gà tròn. Lô này về thì em chia ra làm hai loại nhé. Đùi gà tròn hàng đẹp. Vẫn còn lá mướt đây và cũng như là có cái dề nhiều hơn. Thân tơ nhiều hơn. Em bán mức giá là 250.000 đồng cho 1 kg. Đùi gà tròn loại đẹp nhé. Còn đùi gà tròn thanh lý. Những cái dề mà có quá là nhiều thân già và xuống lá nhiều đấy ạ. Thì em bán với mức giá là 160.000 đồng cho 1 kg đùi gà tròn thanh lý ạ. Hôm nay bên đây thì em có thêm cả đùi gà dẹt. Nhưng mà đùi gà dẹt thì hiện giờ sẽ bán theo hàng đẹp hết nhé. Đùi gà dẹt bán theo hàng đẹp ở đây là 180.000 đồng cho 1 kg ạ. Còn hàng thanh lý thì hiện giờ em chưa lọc được nên là hôm nay sẽ chưa có báo giá hàng thanh lý nhé. Bác nào mà có lấy hàng thanh lý nhiều đấy ạ, đùi gà dẹt nhiều đấy ạ, thì báo em sẽ ra để chọn lọc ra và bán theo mức giá luôn là 150.000 đồng cho 1 kg đi.
Họ là loại đùi gà dẹt hàng đẹp, em bán mức giá là 180.000 đồng nhé. Trên đây còn một dê hoàng thảo xoắn ạ. Dê hoàng thảo xoắn này em bán theo kg luôn, 250.000 đồng cho 1 kg. Chỗ này cái dê này cũng không quá nặng đâu các bạn. Cái dê hoàng thảo xoắn này rơi khoảng tầm hơn cân thôi, 250.000 đồng cho 1 kg ạ. Bên cạnh hoàng thảo xoắn sẽ là mặt hàng lan kim điệp nhựa. Kim điệp nhựa hay còn gọi là kim điệp thơm nhé. Kim điệp thơm thì mùa này cũng đang là cái mùa lan nở rất là rộ rồi, và những cái mặt bông đang xuống sắc nhé. Đặc điểm của lan kim điệp thơm này đấy ạ, cái mùi thơm của lan rất là ngào ngạt luôn. Chỉ cần có 4 bông ở trong vườn nhà các bạn thôi là các bạn đi từ xa ngoài cổng vườn và đã cũng ngửi thấy mùi rồi nhé. Mùi hương như mùi hương hoa ly nhưng sẽ nhẹ nhàng hơn. Và đặc điểm đây là cánh sáp nở rất là bền, cỡ khoảng tầm trên 30 ngày nhé khi mà đã nở hoa. Kim điệp thơm bên em bán mức giá là 200.000 đồng cho 1 kg. Bên cạnh kim điệp thơm em giới thiệu tiếp sẽ là lan hoàng lạp ạ. Lan hoàng lạp thì hiện giờ khác với sơn thủy tiên, có nghĩa là hoàng lạp thì đã ra hoa và xuống hoa rồi. Còn sơn thủy tiên thì bắt đầu đang cái mùa trổ bông nhé các bạn. Hoàng lạp em bán mức giá là 150.000 đồng cho 1 kg đấy ạ. Đây là những mặt bông hoàng lạp mà vẫn còn đang sót lại đây, bởi vì cái lô hàng này lấy về được bảo quản khá là tốt, cũng như là lá chưa hề xuống lá nhiều. Nhìn rất là mướt và đẹp luôn nhé. Các bạn nếu mà mua hoàng lạp về để sưu tầm thì nên lấy lô này đấy ạ. Mặt bông và mặt lá vẫn còn đây. Đây là mặt bông của lan hoàng lạp, màu vàng hết nhé. Sơn thủy tiên khác một chút, đó là cái họng nó sẽ là họng nâu thôi, còn cũng là cánh vàng như này đây. Lô hoàng lạp này em rất là ưng luôn, lá còn rất là mướt, xanh mượt luôn ạ. 150.000 đồng cho 1 kg. Tiếp đến bên đây sẽ là mặt hàng lan nhất điểm hồng ạ. Nhất điểm hồng em bán mức giá là 180.000 đồng cho 1 kg nhé. Nhất điểm hồng ở đây cũng đặc điểm cánh hoa ở đây cũng là cánh sáp nhé, cánh trắng rất là đẹp luôn. Đây là những cái bông này thì chưa ra hết, chưa bung lụa hết đấy ạ. Đây, bông bung lụa hết thì nó sẽ có màu trắng như này đấy ạ. Vì là hàng kg nên là em sẽ bốc từ trên xuống và không chọn quá nhiều, bởi vì chọn quá nhiều thì có thể gây tình trạng là rụng hết lá cũng như là hỏng hoa nhé. Em quay cho các bạn xem nhà đây, mặt bông của nhất điểm hồng nhé. Nhất điểm hồng đây là mặt bông đấy ạ, cánh sáp và cũng rất là thơm luôn. Em nhắc lại, nhất điểm hồng bán là 180.000 đồng cho 1 kg nhé. Và cuối cùng em giới thiệu tiếp ở đây sẽ là lan báo hỉ ạ. Lan báo hỉ thì hiện giờ đang là mùa nghỉ nên là cái thân cây nó cũng rất là khô ráo và các bạn mua về cũng được rất là được lợi cân luôn. Lan báo hỉ thì ra hoa rất là nhiều lần trong năm, nhưng thông thường thì các bậc cao nhân thường là sẽ cố gắng kích bông cũng như là ngắt nước để cho bông sẽ nở vào dịp Tết nhé. Ở trong miền Nam các bác cao niên thì kích bông rất là hay ra vào dịp Tết luôn, lan báo hỉ đấy ạ. Lan nở dạng chùm, màu đỏ như sắc pháo nhé. Có một cái màu nữa là màu phớt hồng nữa, nhưng mà thường là sẽ màu đỏ như sắc pháo nhiều hơn. Một loại lan mà cái tên cũng đã thấy là mang một cái niềm vui rồi đấy ạ. Lan báo hỉ em bán mức giá là 200.000 đồng cho 1 kg. Vâng, vừa rồi là tất cả những mặt hàng mà cơ sở lan rừng Ngọc Bền mới cập nhật ngày hôm nay 30 tháng 3 năm 2019. Các bạn đặt lan vui lòng liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại hotline của bên em là 0984754102 và số 0967615815 để được tư vấn trực tiếp cũng như lên đơn hàng. Em Quốc Duy xin chào và hẹn gặp lại vào những clip lần sau ạ.